So I will try to give you some directions how to do it so you understand me. Go straight or walk up. Turn left, turn right. Go past the marketplace. It's on the right of the marketplace. It's on the left. From the marketplace. It's next to the shopping mall. It's across the shopping mall, like on the other side. It's on the corner of the shopping mall. Bạn yêu mến, Tracy biết rằng các bạn đã bắt được tất cả những từ mà anh Frederick mới dạy, đã chạy rẽ phải rẽ trái gì đó, đi đâu đó. Tại vì các bạn biết sao, anh Frederick dạy rất là chậm, cho nên Tracy tin chắc là các bạn bắt được hết và nhớ nhại theo anh ấy. Còn Tracy thì Tracy nói hơi nhanh, nhưng mà mỗi lần dạy Tracy cũng cố gắng nói nhấn nhá chậm lại một chút, ngay cả tiếng Việt Tracy cũng nói rất nhanh. Bây giờ các bạn sẽ được nghe một cái đoạn hội thoại này và sẽ luyện trình nghe của các bạn cho các bạn lên đô. Tuy nhiên cái nghe này theo đúng phong cách của Tracy's Home này. Các bạn nhớ là đầu tiên khi các bạn nghe, các bạn không được nhìn cái gì hết. Nghe được thì được, không được cũng không sao, nhưng không được nhìn. Rồi sau đó các bạn hãy nhìn xuống phụ đề. Và phụ đề này thì Tracy không dịch, và Tracy để các bạn chịu khó ngồi tra từ một chút coi có hiểu được không. Nhưng tất nhiên sau khi nghe xong, các bạn cũng sẽ đến cái phần Tracy sẽ dạy và phân tích cho các bạn. À, trong đó nó có cái cụm này, cụm kia, cụm chỉ đường như thế này, như thế kia, và vì sao từ này nói đúng mà từ này vì sao các bạn hay nói sai. Tất nhiên là nhiệm vụ của Tracy sẽ phân tích cho các bạn. Tuy nhiên các bạn nhớ giúp giùm Tracy là các bạn không được nhìn trước khi nghe. Rồi sau đó nghe xong một hai lần rồi các bạn không hiểu hay hiểu được thì các bạn mới nhìn sub. Một cái nữa là rất đặc biệt, Tracy cam đoan là các bạn nghe những cái này lên đô, trình của các bạn sẽ lên đô rất nhiều trong kỹ năng nghe. Đó chính là những người mà Tracy nhờ thâu âm nói những cái này đều là những người rất bình thường. Bạn bè của Tracy là người Mỹ, họ nói rất bình thường, giọng họ bình thường như bao người thôi. Tại vì Tracy không nhờ những người mà sẽ đọc rất là chậm, đọc chuẩn. Tại vì nếu các bạn nghe suốt ngày chậm và chuẩn thì mai mốt các bạn nghe không được. Cho nên đây chính là mục đích của Tracy mà vì sao cho các bạn nghe nhanh như vậy. Thực ra nó không nhanh các bạn, đối với Tracy nghe họ thì họ rất bình thường, nhưng đối với các bạn thì có vẻ nhanh. Nên các bạn giúp giùm Tracy là phần nghe này rất ngắn, các bạn vui lòng nghe 20 tới 50 lần giúp Tracy. Mới đầu nghe không hiểu thì không sao, rồi sau đó hiểu rồi thì cũng không cần nhảy lại. Nhưng ví dụ khoảng qua 15-20 lần mà mình biết hết rồi thì lúc đó các bạn nhớ dùm Tracy, cam đoan là các bạn sẽ tốt. Nếu như các bạn nhớ là phải nhại lại những gì mà người ta nói, các bạn cố gắng nha. Thì lúc đó cái văn phong này, cái ngữ điệu, ngữ âm của các bạn đều tốt lên mỗi ngày. Rồi các bạn hãy nghe và nhớ, không nhìn gì, nghe vài lần, sau đó có hiểu hay không thì lúc đó hãy nhìn theo sub. Rồi sau khi theo sub mà vẫn chưa hiểu thì các bạn sẽ tiếp theo cái phần mà tôi sẽ dạy các bạn. Cố lên nha! 11. What do you want to do this afternoon? Do you want to go to the mall? No, I'm not really interested in shopping. How about the museum? It's pretty far from here. How can we get there? By taxi? That's too expensive. We can take the subway and then walk. It only takes 10 minutes from the station. Okay. Do you want to have a snack somewhere first? Sure. There's a great cafe right next to the museum. Các bạn thấy thế nào? Các bạn nghe có dễ không? Đối với Tracy thì rất là dễ, tại vì mình xài tiếng Anh từ nhỏ và nói hàng ngày. Đến bây giờ Tracy hàng ngày vẫn nói tiếng Anh, thành ra là Tracy thấy bình thường. Nhưng có thể đối với bạn mới đầu tiên hơi nhanh, nhưng khi bây giờ Tracy phân tích xong các bạn sẽ thấy dễ này. Đầu tiên, à, các bạn sẽ có một cái cụm này là how about the museum. Thì các bạn nhớ có cái chữ là museum, thì chúng ta nhấn âm hai đó là museum. Đó, các bạn không được là museum nha. Tôi sẽ thấy là hầu như là 100% những học viên tôi sẽ dạy là cái museum, mà không biết vì sao nhưng mà âm của nó là museum. Đó, nhưng các bạn không được đọc sai nó là museum, nhấn âm hai nhé các bạn. Thứ hai, các bạn bắt được một cụm từ là it's pretty far from here. Nó hơi xa từ đây, thì bây giờ chúng ta có cái từ pretty có nghĩa là một tí, hơi xa từ đây. It's pretty far from here. Về bản chất tiếng Anh, Tracy luôn luôn nhắc đi nhắc lại, nó cũng gần như tiếng Việt. Nó thì hơi xa từ đây. It's pretty far from here. Thì các bạn nhớ lại phát âm cái từ pretty là pretty, không phải là pretty. Thường là các
bạn học ở đâu chứ không biết, nhưng mà cứ bị đọc pretty hoài. Tiếp theo này, chúng ta có chữ by taxi. Thì đi bằng cái gì thì có một chữ thôi các bạn, đừng học nhiều, nhiều nó rối cũng có, nhưng mà hầu như gần như 100% người ta chỉ nói từ by taxi hoặc là by cab. Đó, hoặc là by bus, đi bằng xe gì đó. Là dễ không? Rồi, cái cụm tiếp theo, nguyên một cụm này. We can take the subway and then walk. Thì các bạn nhớ là chúng ta có thể đi bằng subway and then walk. Thì tiếng Việt là mình có thể đi bằng xe buýt, đi bằng cái gì, nhưng tiếng Anh các bạn nhớ dùng xin một cụm thôi. We can take, và sau đó các bạn điền cái gì? Chúng ta đi bằng xe buýt nha. We can take the bus hết, and then walk, và sau đó đi bộ. Rồi, một cụm này rất hay để các bạn chỉ đường là it only takes 10 minutes from the station. Nó chỉ mất 10 phút từ cái nhà ga thôi. Thì các bạn thấy là it takes, nó thì lấy 10 phút là nó mất 10 phút. It takes 5 minutes, nó mất có 5 phút thôi. Thì nhớ cái it takes của Josie. Và từ đâu đó, từ chợ Bến Thành đi tới Bitexco mất có 10 phút đi bộ à? Là it takes 10 minutes from Bến Thành Market to Bitexco. Thế không các bạn? Rồi, một cụm cuối cùng các bạn cần phải nhớ đó là right next to. Thì cái cụm này không phải là dịch là ở bên phải cái gì đâu, mà right là ngay chính, ngay ở chính, ngay ở cạnh cái gì đó. Ví dụ, right next to me, ngồi cạnh tôi đi, right next to me, ngay cạnh tôi, ngay cạnh cái chợ, right next to the market, ngay cạnh bảo tàng, right next to the museum. Thì right này có nghĩa là ngay, ngay cạnh cái này nghe các bạn. Mà không có nói thì cũng chẳng sao. Rồi, Jessie, các bạn kéo lại, nghe kỹ lại và nhớ nhại theo vào kỹ để sau này chỉ đường thì quanh đi cùng mãi, các bạn không nên học nhiều, chỉ học trong video này thôi. Jessie chúc các bạn học tốt.